Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong vở bài tập toán lớp 4, bài 140. Đó là bài luyện tập nhé. Để ủng hộ cho cô thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh chúng ta hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông sau khi xem để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới ở trên kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập đầu tiên. Viết số hoặc tỉ số thích hợp vào chỗ chấm. Số lớn ở đây chúng ta có 1, 2, 3 phần, số bé 1 phần và tổng bằng 12. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ, đúng không? Như vậy tổng của hai số ở đây là bằng 12. Tổng của hai số. Số lớn được biểu thị bằng bao nhiêu phần bằng nhau? Đây, 1, 2, 3 phần bằng nhau. Số bé được biểu thị là 1 phần, đúng không? Một phần. Tỉ số của số lớn và số bé là. Như vậy tỉ số của số lớn và số bé thì kem sẽ lấy số lớn chia cho số bé. Số phần của số lớn này chia cho số phần của số bé. Như vậy nó sẽ bằng 3 chia cho 1 hoặc là 3 phần 1 nhá. 3 chia 1. Bạn nào viết là 3 phần 1 thì cũng được. Tổng số phần bằng nhau là bằng bao nhiêu? Như vậy tổng số phần bằng nhau thì phía trên này là 3 phần này, cộng thêm 1 phần phía dưới nữa, như vậy 4 phần bằng nhau. Sang ý B. Ý B ở đây ta có số bé là 1 phần này, số lớn ở đây là 2 phần và tổng bằng 21. Tổng của hai số ở đây bằng 21. Số bé được biểu thị là 1 phần. Số lớn được biểu thị là 2 phần. Tỉ số của số bé và số lớn. Tỉ số tức là số phần của số bé, kem chia cho số phần của số lớn. Ở đây kem viết là 1 chia cho 2 hoặc 1 phần 2 thì đều được nhé. 1 chia 2 hoặc là 1 phần 2. Tổng số phần bằng nhau ở đây là chúng ta có 1 phần cộng với 2 phần nữa thì bằng 3 phần. Như vậy chúng ta vừa đi xong bài tập số 1, cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được 24 vé xe đạp. Số xe bán buổi sáng gấp đôi số xe bán buổi chiều. Hỏi mỗi buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp? Đối với bài này các em nên vẽ sơ đồ ra. Nên vẽ sơ đồ ra. Chúng ta sẽ có buổi sáng này. Dưới này là buổi chiều. Buổi sáng bán gấp đôi buổi chiều. Gấp đôi tức là buổi sáng bán 2 phần. 2 phần thì buổi chiều chỉ được 1 phần thôi. Đấy. Buổi sáng kem biểu diễn 2 phần, buổi chiều chỉ có 1 phần thôi. Và tổng ở đây, tổng ở đây người ta cho bằng 24. 24. Hỏi mỗi buổi bán được bao nhiêu, đúng không ạ? Đây. Sau khi vẽ sơ đồ xong thì bài toán này chúng ta nhận định nó là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ, đúng không ạ? Thì đối với dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ thì trước tiên các em sẽ tìm tổng số phần bằng nhau theo sơ đồ. Ta có tổng số phần bằng nhau. Như vậy
tổng số phần bằng nhau thì em lấy 2 phần cộng với 1 phần. 2 phần của buổi sáng này cộng với 1 phần của buổi chiều. Như vậy đây là 3 phần. Rồi em sẽ tìm số xe đạp bán được trong buổi sáng. Kem lấy tổng số xe là 24. Kem chia cho 3 phần để xem thử cứ mỗi phần đoán được bao nhiêu. Trong đó buổi sáng thì bán được 2 phần, kem nhân 2 lên. Như vậy 24 chia 3 thì bằng 8, 8 x 2 bằng 16 xe. Như vậy là buổi sáng thì bán được 16 xe. Buổi chiều, số xe bán được trong buổi chiều. Kem sẽ lấy tổng 24. Kem trừ đi số xe đã bán trong buổi sáng. 24 trừ đi 16, như vậy sẽ bán được 8 xe. Như vậy thì buổi sáng sẽ bán được 16 xe và buổi chiều bán được 8 xe. Đáp số. Như vậy là ta đã vừa hoàn thành xong bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập này, Kem hãy dừng lại một chút làm cho xong nhé. Bây giờ cô chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập số 3. Dựa vào sơ đồ hãy giải bài toán sau này. Gà trống ở đây có 1 phần. Gà mái 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy gà mái gấp 5 lần gà trống. Và biết rằng tổng số gà trống và gà mái là 72 con. Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ. Đấy. Tìm số gà trống và gà mái. Như vậy đây là tìm hai số khi biết tổng và tỉ thì theo sơ đồ. Ta có tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau ở đây thì em sẽ lấy 1 phần gà trống này. Em cộng với 5 phần của gà mái đúng không ạ? Như vậy có tất cả là 6 phần bằng nhau. Kem sẽ tìm tiếp số gà trống. Lấy 72, kem chia cho số phần bằng nhau. Và gà trống chỉ có 1 phần thôi, thì kem nhân 1. 72 chia 6 thì được 1 phần. Và gà trống ở đây có 1 phần thì em nhân 1. 72 chia 6 thì bằng 12. 12 nhân 1 vẫn bằng 12 con. Biết được gà trống rồi, biết tổng bằng 72, kem lấy 72 trừ đi gà trống thì sẽ ra số gà mái. Lấy tổng trừ đi gà trống thì sẽ ra gà mái bằng 60 con. Đáp số.
Gà trống 12 con. Gà mái 60 con. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập của bài 140 ở trong vở bài tập toán lớp 4. Nếu ủng hộ cho cô thì quý phụ huynh cũng như các em học sinh chúng ta hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi các video mới trên kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.